Xin chào mọi người, hôm nay mình muốn giới thiệu đến mọi người một sản phẩm mới ra mắt của Christio. Đây chắc là sản phẩm lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường với tên gọi là Gel Solution. Cùng với những công dụng vô cùng nổi trội của em nó, thì mình cam đoan em Gel Solution này sẽ là sản phẩm không thể thiếu trong các salon chuyên nghiệp của các bạn. Bây giờ mình sẽ làm mẫu trên tay mình. Tay mình vẫn còn lớp gel cũ, nhưng mình muốn nối dài móng thêm ra, nên mình sẽ nối dài móng bằng khuôn giấy cùng với em gel khô Sculpture Gel màu hồng nút số 4 và màu trắng. Gel khô hay còn gọi là gel bột thì các bạn chắc không còn lạ gì nữa rồi. Khi các bạn muốn có một bộ móng bền chắc trên nhiều tuần mà lại không muốn đắp bột thì em gel khô này là một sự lựa chọn sáng suốt. Và mình sẽ kết hợp cùng với em Gel Solution này cho các bạn cùng xem là em Gel Solution này đóng vai trò gì trong việc nối móng này nhé. Gel Solution này được coi là liquid của gel khô, trợ thủ đắc lực khi làm gel khô. Ưu điểm nổi bật nhất của sản phẩm là gel sẽ không bị khô, không hạn chế các thao tác. Khi mix với gel khô sẽ làm mềm gel khô, giúp các bạn có thể tạo hình dễ dàng và bao lâu cũng được. Gel này chỉ cứng sau khi các bạn đưa vào đèn, nên chúng ta không cần phải lo chạy đua với thời gian để tạo hình móng hay hình hoa nổi. Không cần phải chú ý từng ly từng tí để keo không bị dính hay chảy vào da. Gel rất an toàn với làn da. Kết hợp em Gel Solution này với gel khô thì chúng ta đắp như đắp bột, nhưng ưu điểm là không hề có mùi hôi của lưu huỳnh, không độc hại như lưu huỳnh, thơm mùi hương táo nhẹ nhàng vô cùng dễ chịu, ít tốn kém, cứng chắc trên nhiều tuần. Ngoài ra, em Gel Solution này còn như là một dưỡng chất nhẹ nhàng giúp bảo vệ lông cọ luôn được mềm mại và bền hơn. Các bạn thấy đấy, trong quá trình mình đắp nối móng cho các bạn xem đây thì em Gel Solution này như một chất xúc tác không thể thiếu. Không có em này thì thật sự không thể nào uốn nắn form móng nuột nà theo ý mình được. Sướng hơn đắp bột ở chỗ là chúng ta không hề sợ gel bị khô. Nhiều khi đắp bột, thao tác không nhanh là bột sẽ khô ngay. Chỗ dày, chỗ mỏng rất khó chỉnh sửa. Nhưng với em Gel Solution này thì các bạn cứ thoải mái đi. Em nó chỉ khô khi chúng ta đưa vào đèn thôi. Khi chúng ta đắp gel có sẵn màu như thế này rồi thì bước cuối cùng luôn luôn nên nhớ là phải đắp thêm gel Basic One màu clear để phủ lên trên. Lý do khi mình làm như vậy, thứ nhất là để khóa đầu cho móng được bền đẹp nhất có thể. Thứ hai là để sau khi đắp chúng ta có mài rũa trên móng thì sẽ không bị ảnh hưởng chút nào tới màu sắc gel bên dưới. Vì chúng ta có mài rũa thì cũng chỉ là mài rũa lớp gel clear bên trên mà thôi, màu sắc bên dưới vẫn được giữ nguyên.
Sau khi đắp xong thì các bạn nhớ rửa cọ luôn vào nước gel solution này nhé, để bảo vệ cọ luôn được mềm đẹp. Đắp với gel khô này thì ưu điểm là mài rũa ít, đỡ vất vả hơn cho các bạn. Cuối cùng vẫn luôn là phủ lớp tốt bóng glossy để kết thúc, rất nhanh và đẹp. Ngoài nối móng form giấy ra, chúng ta còn có thể làm móng úp hay đắp gel thay cho bột với bộ đôi gel solution và gel khô này nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ.